Hello, Thành xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay Thành tiếp tục giới thiệu với cả nhà mình một miếng đất nằm ngay ở khu trung tâm hành chính của thị trấn Thanh Bình nhé cả nhà mình ha. Miếng đất mà Thành giới thiệu với cả nhà mình nhé là ở ngay cái ngã ba này này cả nhà mình. Thành đang đứng ở ngay cái trung tâm hành chính của huyện Bù Đốp đó, mà ngay cái ngã ba chạy thẳng vào miếng đất của Thành giới thiệu với nhà mình là hết có đúng 500m thôi nhé cả nhà mình. Miếng đất Thành giới thiệu với cả nhà mình nhé là 10m, sâu được 48m, có 40m thổ cư ha. Đất này là thuộc đất ở khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình và gần ngay trung tâm thương mại và khu hành chính của huyện Bù Đốp mình luôn ha. Dạ. Mà từ cái miếng đất mà Thành giới thiệu á là ngay cái chỗ khu trung tâm, đi ra được quán Paris, đi ra được các quán karaoke của Hoàng Yến, rất nhiều nơi. Tí nữa tới miếng đất thì Thanh sẽ chỉ những con đường vào các quán, vào các cái khu của miếng đất đó ha. Còn bây giờ Thanh sẽ quay sơ lược xung quanh khu trung tâm hành chính để cho mọi người thấy rõ, là quan sát để cho mình nắm bắt được rõ về cái miếng đất của mình ha. Ở đây cả nhà, đây trước quán mình là một quán là Thanh Hương này đó. Xung quanh còn đây là ngay bên của em đứng là ngay khu trung tâm hành chính ha. Ở đây khu hành chính, xong tới ngân hàng và tới nhiều, sắp tới là tới khu công viên đó. Còn em đang đứng ở cái ngã ba đây á thì con đường này là chỉ hết, nói chung là con đường này là đủ các nhánh nhá cả nhà. Đường này đường một chiều rồi ha, đường phân làn hết rồi, có thể chỉ đi được khác ra trung tâm ngay là gọi là cụm đấy, cụm của Bù Đốp mình đó. Bây giờ cả nhà để theo em đi vào xem miếng đất với diện tích là 10 x 48, sâu là có 40m thổ cư. Giá này giá của khu trung tâm là 620 triệu có thương lượng nhé cả nhà. Mà giá này là chủ bao sổ sách cho mình luôn ha. Bây giờ cả nhà cùng theo em đi vào miếng đất nhé. Đây nhé cả nhà, bây giờ là em đi tới cái ngã ba mà theo cái hướng tay của Thanh chỉ á, chạy thẳng vào trong là tới cái con nhà hàng Paris nhé cả nhà. Còn theo cái hướng tay của Thanh chỉ này là sẽ chạy tới một đoạn nữa, có một bảng chi tiết để em giới thiệu vào miếng đất của mình luôn ha. Đây ha cả nhà mình ha. Đây là tới cái ngã ba mà Thanh giới thiệu tới miếng đất của nhà mình ha. Đây xung quanh nhà cửa này, dân cư đông đúc này. Đó, từ cái ngã ba Thanh chạy lúc nãy vào đó, bây giờ Thanh sẽ đi lại cái chỗ chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Ở đây rất mát mẻ luôn cả nhà mình. Có một đường, đây là gọi là cái gì, mương nước của nhà nước mình, giống như ngày xưa tuổi trẻ của mình nhá. Ngày em nhớ ngày đi học mình cũng hay chơi các cống nước này. À, cái này giống như là đường thủy lợi á, thủy lợi của dân. Ý là của xã, của chính quyền cấp nước ra cho dân đấy. Bây giờ đây, khu dân cư xung quanh nhé cả nhà. Đông đúc ha. Con đường này là con đường mở rộng, đây là đường nhựa nhé cả nhà. Đường nhựa 9m cả nhà. Đó. Cái này là đang làm mỡ rồi ạ. Dạ, đây, em sẽ quay chi tiết cái bảng công trình cho cả nhà mình xem ha. Em phóng lại gần cho cả nhà mình xem nhé. Dạ đó, đây là bảng chi tiết của con đường em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Mà sẽ đi vào cái miếng đất em muốn giới thiệu là 10m, sâu 48, có 40m thổ cư, giá 620 triệu. Dạ đây, miếng đất em giới thiệu với cả nhà mình á thì cách đường DT là 500m, cũng đồng thời là khu trung tâm hành chính của huyện Bù Đốp mình ha. Mà từ thành phố chạy lên miếng đất của Thanh giới thiệu với cả nhà mình á là 170 cây, từ bến cát Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Thanh Hòa chạy theo quốc lộ 13 hay còn gọi là đường DT 759B ha mọi người ha, là hết tầm là đi ra 120 cây nhé. Bây giờ cả nhà đi theo em để vào miếng đất nha. Đây hai cả nhà mình ha. Đây là con đường đất mà mở rộng là 9m này cả nhà. Mà trong cái bảng giới thiệu lúc nãy em quay cho cả nhà mình á, là có nghĩa là thời hạn thi công của miếng đất mà đến khi mà thi công xong á là tới ngày 20 tháng 8 của năm 2021 nhá. Có nghĩa trong thời hạn đó đến tháng 8 là con đường này sẽ được đổ nhựa toàn bộ nhá cả nhà mình ha. Bây giờ em sẽ chỉ ranh giới đầu tiên của cái miếng đất em giới thiệu với cả nhà mình ha. Đã đây. Đó, bây giờ là cái ranh giới đầu tiên của miếng đất Thanh muốn giới thiệu với cả nhà mình là ngay cái cột gỗ cả nhà mình thấy không ạ. Trên đất này có trồng toàn bộ là tiêu rồi nhé cả nhà mình. Chạy thẳng xuống phía dưới là được 48m, trên đất có 440m thổ cư. Dạ, chạy dọc theo cái bìa bên đây là được 10m chiều ngang nhé cả nhà. Bây giờ Thanh sẽ đi qua và Thanh chỉ cái ranh giới thứ hai.
Dạ đây, ranh giới thứ hai thì rất rõ luôn cả nhà. Dạ đây cả nhà mình thấy không ạ? Là từ cái cây gỗ này đâm thẳng xuống dưới cũng là sâu 48 m nha cả nhà. Mặt tiền giáp bên cái ngôi nhà tôn của mình nè. Đó, ở đây có một cây chôm chôm cực kỳ sai trái luôn ha. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, quá trời trái luôn. Dạ. Nhưng cả nhà biết sao, đất này là đất đỏ nhá. Mà đất đỏ là cũng hơi có sỏi thịt một xíu nha cả nhà mình ha. Thì anh chị em cô bác gần xa, ai thiện chí thì xin liên hệ với Thanh qua số điện thoại là 032 9393 717 nhé. Đây cũng là số liên lạc và cũng là số Zalo của Thanh luôn ha. Mọi chi tiết thì xin liên hệ với em, từ sổ sách đến giá cả đến thương lượng, hay là mọi người muốn thắc mắc gì thì xin liên hệ với em ạ. Còn con đường này là có nghĩa là chạy sang cái quán karaoke Hoàng Yến và các khu trung tâm phát triển. Ở trong đó có quán cà phê là Coco nhé cả nhà. Ở gọi đó gọi là ta view sông luôn. Hàng đêm đấy là có rất nhiều mọi người đến chơi mà mát mẻ lắm cả nhà. Nói chung mát quán nó mát mẻ suốt nhà luôn, quanh ngày luôn á. Từ đây cũng chạy ra đường DT 759B, nhưng mà con đường này thì xa hơn với con đường em vừa dẫn cho mọi người xem là 300 m, có nghĩa là 800 m nha cả nhà. Con đường Thanh vừa dẫn vào á là 500 m, còn con đường này chạy ra quốc lộ hay là đường DT đó thì là 800 m ha. Nhưng mà trên cái trục đường mà Thanh đang chỉ đây á là sẽ có rất nhiều quán cà phê và các quán vui chơi giải trí đấy. Còn con đường này như Thanh nói lúc nãy đó là tới ngày 20 tháng 8 năm 2021 là cái công trình này là thi công xong nhé cả nhà mình. Lúc đó là lên con đường nhựa 9 m nhé cả nhà. Còn đây là miếng đất Thanh muốn giới thiệu với cả nhà mình, là mặt tiền được 10 m, sâu 48 m, có 40 m thổ cư. Dạ chủ bao sổ sách luôn nhé cả nhà mình ha. Anh chị em cô bác thì ai thiện chí thì xin liên hệ với Thanh nhé. Thanh có số Zalo các thứ thì cũng là cùng số điện thoại ấy. Thì cả nhà mình cứ theo dõi thì liên hệ với em. Và có cần góp ý gì thì cứ góp ý Thanh để Thanh có thể làm những video hay hơn. Và nói chung là để có những cái tốt nhất cho cả khách và cả của chủ ha. Em cũng mong cả gia đình ủng hộ và giúp đỡ em nhiều hơn. Dạ thì em cũng quay sơ lược về miếng đất cho cả nhà mình xem. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Mong mọi người ủng hộ em nhiều hơn. Dạ cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thanh.